Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Quang Triệu qua câu chuyện Quan Tài Đòi Nợ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những chiếc loa phường gắn trên cây cột điện làng Hạ rú lên từ sáng sớm. Hôm nay cũng không có những chương trình ca nhạc chào buổi sáng như thường lệ, mà lại là cái giọng khàn đặc thuốc lào của trưởng thôn, rè rè như là âm thanh phát ra từ những chiếc loa vậy. Cứ không biết có phải là do đêm trước trưởng thôn uống bia lạnh quá lên đồng nhiều hay không mà giọng nói cũng khàn đặc hơn so với mọi hôm. Nhưng vì làng Hạ được phân công nhận là làng văn hóa, cho nên anh Trung trưởng thôn có một sáng kiến rất hay, đánh vào lòng tự trọng và ý thức của người dân, và bước đầu cũng khá có hiệu quả. Đó là vì thay vì phát những chương trình ca nhạc nhàm chán, anh sẽ tổng hợp những tin tức cập nhật trong ngày của làng và một bản tin dài khoảng 15 phút, sau đó thì phát trực tiếp lên loa vào đúng 5 giờ 30 sáng hoặc là 5 giờ 30 chiều. Hôm nay cũng vậy, mặc dù vẫn còn mệt nhưng vì tinh thần trách nhiệm cao, anh Trung vẫn đọc bản tin như thường lệ. Alo, alo, 1234, alo. Chào ngày mới toàn thể bà con nhân dân thôn Hạ. Bản tin ngày hôm nay trong thôn chúng ta có một số tin tức sau đây. Kính mời bà con chú ý lắng nghe. Nhà ông Vương bà Vấn đêm hôm trước bị mất một con chó và gần chục con ngan, cùng với 2 con gà mái tơ. Vợ chồng nhà ông bà đã nhìn thấy được kẻ trộm, đã làm đơn trình báo. Nhưng vì tình làng nghĩa xóm cho nên gia đình ông Vương không muốn làm to chuyện. Vì vậy nên nhà tôi thông báo tin tức này cho người lèn vào nhà bà ấy biết điều, thì ngay lập tức mang những đồ vật đó ra trả lại. Nếu không gia đình sẽ đâm đơn lên chính quyền và không nể nang gì nữa. Nhà bà Vương cũng lắp máy quay và đã lưu lại được hình ảnh của những người này, liệu mà tự giác mang trả lại gia đình. Đề nghị bà con nhân dân trong làng hết sức cảnh giác. Tình hình an ninh trật tự làng ta dạo này là vô cùng bất ổn. Làng ta là làng văn hóa, vì vậy cũng mong bà con cư xử sao cho xứng đáng với những gì mà làng chúng ta mất bao nhiêu năm phấn đấu mới đạt được. Có một số ông bà dậy sớm đi tập thể dục ở sân đình, nghe thấy tiếng nói của anh Trung trưởng thôn thì miệng lẩm bẩm nói chuyện với nhau. Bố cái thằng, lúc nào cũng chỉ ưa cái danh hão, quanh năm ăn cơm nhà vác tù vào hàng tổng, pha làng pha xóm. Nhà tôi ở cạnh cái cổ điện có gắn mấy cái loa, nhã làm cái móc ngoàm, giật cụ nó ra. Sáng nào chẳng nghe cái giọng như vịt đực của nó. Ra tiếng loa đã chĩa thẳng vào nhà, nghe chói tai thì chứ. Hôm nào hứng chí thì nó còn hát karaoke trên loa phường cho tôi nghe. Không hiểu cái kiểu gì cả. Có hôm hai vợ chồng nó cãi nhau mà phát loa trực tiếp trên loa cho cả làng nghe. Đúng như cái chuyện hài vậy. Ngày này vừa nói vừa cười, làm mấy ông bà kia nghe thấy đều nhìn nhau lắc đầu. Chẳng hiểu vì sao anh Trung này không biết ngại, dường như là dây thần kinh xấu hổ mất đi rồi sau đấy. Nhưng có một số người nghe vậy thì lên tiếng bênh vực. Cơ mà thế anh Trung này cũng ổn đấy chứ, nhanh nhẹn tháo vát cũng rất vui tính mà. Từ ngày nó lên làm trưởng thôn thì làng mình mới được như bây giờ. Công các bà hãy làm được như nó đi, ở đó mà chê. Đúng là Trung vẹo. Cái thằng này nó hài lắm, được cái lên nhiệt tình và tính nó hơi man mát. Có điều cả làng mình cũng biết tính nó thế rồi cho nên không có thèm chấp. Nhưng mà tác phong làm việc của anh này cũng rất có trách nhiệm. Trong làng trong xã bất cứ công việc gì thì nhờ gã đều làm hộ ngay, chả có nề hà gì cả. Trong làng này có tin tức gì mà chả thông báo lên loa, kể ra khá nhiệt tình đấy. Mấy bà mấy ông lão đang tập thể dục trong sân đình vừa cười vừa nói chuyện với nhau, khi nghe thấy tiếng của trưởng thôn vang lên ở loa phường. Điều bộ dường như cũng khá quen với những âm thanh này. Nhưng đúng lúc này có một người thanh niên chẳng ngoài 30, ăn mặc một bộ quần áo màu trắng thêu rồng phượng, đầu một chiếc mũ phớt màu đen đi lững thững từ phía cổng làng về phía này. Đoàn người đàn ông này dường như nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc loa thì ngẩng đầu lên chăm chú, sau đó tiến lại phía mấy ông bà tập thể dục để bắt chuyện. Có điều câu đầu tiên người thanh niên kỳ quái này vừa thốt ra khiến mấy ông bà ở đây tái mặt, điều bộ như là muốn gây sự. Cậu thanh niên này chỉ tay vào mặt của ông Ngẫn và bà Mão, là hai người nhiều tuổi nhất trong số những ông bà đang tập thể dục ở đây, nói bằng một giọng điệu cực kỳ bí ẩn. Ông lão này, ông sắp chết rồi.
Về bảo con cháu chuẩn bị trước hậu sự đi. Gần 90 tuổi rồi sống được bao lâu, không ở nhà vui vẻ với vợ con những giây phút cuối đời, còn ra đây làm cái gì chứ? Ông Hạn nặng lắm đấy. Tôi không nhầm thì chị nội nay mai là ông chết. Ông còn đi đến viếng đám ma của bà này cơ. Ông Ấn nghe thấy thanh niên nói như vậy thì gương mặt tái nhợt, cả người ngẩn ngơ ra một lúc rồi chửi. Chị cái con củ kẹt tao á. Mày là cái đứa nào ăn nói hàm hồ vậy, như cái thằng dở hơi. Bố mẹ mày không dạy được mày hả? Cái con cái nhà mất dạy. Mày có tin là tao bảo các con của tao ra đánh chết cụ mày không? Mày lượn khẩn trương đi, ông lại vả cho mày lệch quay hàm bây giờ. Ông Ấn nói bằng một giọng tức giận, sau đó cúi xuống định tháo chiếc giày ném về người thanh niên. Nhưng mà người thanh niên dường như không quan tâm, tiếp tục nhìn lần lượt từng người trong số những ông bà lão có mặt ở đây như là đánh giá xem xét gì đó. Bà này nữa, nhà bà đang là vận áo xám, trên đầu có mấy cái tang đấy. Công việc bảo con cháu lo liệu dần đi là vừa. Bà chết đầu tiên, sau đến con trai bà, cháu nội bà. Tiệt sư bố cái thằng mặt lợn, giờ hơi nó vừa thôi. Bố mẹ mày chết hết cả rồi, không ai bảo được mày hả? Bà Mão nghe thấy như vậy thì vô cùng sốc trước câu nói gở của gã thanh niên vừa thốt ra. Cháu nói thật đó, không phải là chuyện đùa đâu. Nhà bà Hạn nặng lắm, chắc là cháu nhìn thấy vậy nên cháu bảo vậy. Công các bà đừng có tưởng cháu dở hơi. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì ông Ngẫn cầm cái giày ném thẳng vào mặt của người thanh niên rồi chửi loạn. Cái con mẹ thằng dở người, mày có điên thì mày điên nó vừa vừa thôi. Mày tao bảo cái thằng trung trưởng thôn đưa mày lên trại thương điên đấy, cút mẹ mày đi. Người thanh niên nhìn về ông Ngẫn, sau đó gương mặt đanh lại cố gắng giải thích. Ông này lạ thật, cháu nói thật lại không tin. Cháu nhìn thấy ông chết thật đấy. Gớm nữa người con trai cả của nhà ông còn nhét trông mấy chỉ vàng vào trong mồm cơ. Cũng may nhà ông phúc khí cao dày, cho nên là cũng không có vướng bận gì. Ông như vậy là sướng đấy. Chứ cháu là cháu thì làng này có vẻ hơi bất ổn. Ai chết đi thì cũng đều vướng mắc, không vì cái nọ thì vì cái kia. Mỗi ông là vui vẻ nhất, cô không phải nằm liệt giường liệt chiếu sợ hãi điều gì. Mẹ cái thằng này, con cái nhà ai ở đâu tự nhiên dây ăn nó linh tinh vậy hả? Mày có biết nói năng liên thiên như vậy sẽ bị ăn đòn lắm không? Chuyện sống chết là cái chuyện hệ trọng. Mày mở mồm ra mày rủa người ta như vậy, có ngày bị đánh chết cũng không oan đâu. Một ông lão khác là hàng xóm của ông Ngẫn nghe vậy thì cũng lên tiếng chửi. Mấy người đang tập thể dục gần đó thì to tiếng bắt đầu nói chen. Sao cái thằng này nó ăn mặc kỳ quái nhỉ? Nóng chết cha chết mẹ là còn mặc cái bộ quần áo công rồng phượng như thế này. Chắc là không dở hơi thì cũng chập mạch. Thưa công bà chấp gì nó? Cái kiểu thần kinh không bình thường nó kệ mẹ nó đi. Công các bà buồn cười thế nhỉ? Trông nhìn thấy như vậy, trông nói như vậy, công ai hơi đâu nói ra để các ông bà chửi. Trông nhìn thấy ông với bà này là chuẩn bị chết rồi đấy. Chỉ nay mai thôi, liệu mà báo cho con cháu đi. Đoàn gã thanh niên chỉ vào ông Ngẫn với bà Mão nói lớn, sau đó thì lững thững đi bộ về cánh đồng làng. Sau đó thì dần mất hút ở những rặng cây, bỏ lại sau lưng những ánh mắt hoang mang của những ông già bà lão, nhìn nhau thở dài thườn thượt, cũng không biết vì lo sợ hay vì bực mình. Ông Ngẫn nhìn theo người thanh niên kia lên tiếng hỏi: cái thằng này con cái nhà ai các ông bà? Sao nhìn nó như cái đơ đơ nhỉ? Nói năng thì liên tha liên thiên. Trần một người trong số những ông bà trong đây dường như nhớ ra chuyện gì thì liền hét toáng cả lên: cái thằng này là thằng Tâm, con nhà thầy Bảo ngày xưa làm thầy đó. Nghe đâu là mấy năm trước nó bị tai nạn tưởng chết. Ôi giáo ơi, tưởng chuyện gì, hóa ra là cái thằng đầu nhựa. Đầu óc nó có vấn đề nó nói vậy thôi. Công các bà đừng nghe nó nói linh tinh, lại suy nghĩ mệt người. Một đồng lão lên tiếng động viên. Có vẻ như ông lão này thấy ông Ngẫn và bà Mão có vẻ là hơi thất thần và bất ngờ trước lời cảnh báo của người thanh niên. Thằng Tâm hả? Sao tôi tưởng đợt đấy nó chết mà, sao bây giờ lại sống được? Cậu không biết thế nào, kể ra cái chuyện này cũng có chút kỳ quái. Thằng Tâm này hình như được ăn lộc sao đấy. Dạo gần đây thấy quái nào tự nhiên lại thấy đông người đến nhà nó xem bói. Thế bảo là phán chuẩn lắm, cứ kiểu như là nhìn trước được mọi thứ vậy. Từ mồ mả đất cát phần âm cho đến quá khứ tương lai, kỳ quái thật. Ông Toán im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng nói. Bà Mão cùng với ông Ngẫn không biết có phải vì việc ban nãy tầm phán hay ông bà chết không, mà lúc nãy đây hai ông bà gương mặt nhợt nhạt, có phần loạng choạng không đứng vững, cả người run rẩy như bị trúng gió vậy. Môi mấp máy định nói điều gì nhưng lại không thốt được nên lời. Chuyện như nào ông kể coi,
Sao tôi không biết nhỉ, cái thằng tầm này thế thì lạ thật. Vài người thích câu chuyện lạ nhìn về ông Toán rồi hỏi. Thì ai biết đâu, đợt mấy năm trước nó bị ngã giàn giáo tưởng chết ngay còn gì. Bác sĩ trên bệnh viện lớn họ trả về, bảo gia đình lo liệu. Nhà ông bảo đợt đấy mất bao nhiêu tiền của đấy. Quan tài xe tang cùng mọi thứ chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi. Gia đình dòng họ tụ tập bấm giờ, rút ống thở rồi. Ấy vậy mà rút ống thở ra nó không chết, sống thực vật khoảng mấy năm. Chỉ mới tỉnh ngộ độ lại khoảng thời gian gần đây. Công các bà không biết nó thì cũng bình thường. Khi tỉnh lại thỉnh thoảng đi lang thang. Cái đầu của nó bị lõm hẳn vào một chỗ, nhìn to như nắm tay. Chắc là vẫn chưa gắn xong cái sọ vào đầu, cho nên đi đâu cũng phải đội cái mũ phớt, nhìn giống như là ông thống bảo lắm. Ông Toán cùng mọi người lên tiếng than thở, ánh mắt tỏ ra không thể tin nổi. Trên đời này đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Ông Toán cũng là người trẻ nhất trong số những người có mặt ở đây. Nãy giờ vẫn im lặng, lúc này lên tiếng, điều bộ có phần như là ngưng trọng. Nhìn qua nét mặt của bà lão và ông Ngẫn, sau đó thì thở dài một hơi. Cháu là cháu cũng không mấy tin tưởng vào mấy cái chuyện này, nhưng mà thằng Tầm này có liên quan đến, nó không phải là vô căn cứ đâu. Xe này có lửa mới có khói, cũng không phải ngẫu nhiên mà thằng Tầm này phán như vậy. Bà Mão với ông Ngẫn cũng phải chú ý cẩn thận, chuyện này là không đùa được đâu. Tại sao bao người có mặt ở đây nó không có nói, mà chỉ nói riêng ông Ngẫn và bà Mão? Chắc hẳn là có lý do, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng thằng này nó bị chập mạch, đầu óc của nó không có bình thường. Nào các bà ở đây xuống nhà nó xem bói thử coi, ở xóm đông, cũng gần nhà trưởng thôn đấy, hình như cũng là anh em họ hàng gì với trưởng thôn hay sao đó. Nhắc đến trưởng thôn thì đúng lúc này chiếc loa phường lại rút lên mấy tiếng rè rè. Cô không biết có phải là do hệ thống loa đài bị trục trặc không, mà từ nãy đến giờ chiếc loa im lặng, bây giờ lại có âm thanh rú lên. Rồi có tiếng gào thét chói tai của người đàn bà. Nghe giọng nói thì đúng là chị Tình, vợ của anh Trung trưởng thôn, có vẻ như đang vô cùng tức giận. Thiệt sự bố cái thằng kia, qua mày đi hát với con nào cả đêm hả? Tại sao mày bảo là mày đi uống rượu với bạn chứ, mà lại có phiếu thanh toán karaoke ở đây thế này hả? Mồm thì xuyên xuyết là anh đi có việc, anh đi bàn việc dân việc làng. Việc làng của mày là trong quán hát đó hả? Dường như anh Trùng trưởng thôn không kịp phản ứng trước sự bất ngờ này, đang lúi húi chỉnh lại âm thanh giật mình bởi tiếng quát của vợ, nên quên cả tắt mic. Thế là cuộc chuyện trò, nói đúng hơn là cuộc tra khảo của chị dành cho anh, được công khai phát trực tiếp trên loa phường. Người dân làng Hạ lại được một phen cười đau cả bụng. Cánh đàn ông thì len lén nhìn những bà vợ của mình, còn chị em thì lườm chồng cháy mặt, cũng không rõ nguyên nhân. Chị Tình thì chất giọng vốn đã chua ngoan đanh đá lanh lảnh, được xếp số 1 số 2 trong làng này, lại được những chiếc loa phát ra vô cùng chói tai, lúc này vang tin. Trời đất ơi, tiền gì mà những mấy triệu, ông đi với ai, món gì trong menu thế này? Sao lại có món gà đi bộ 500 ngàn một con? Nó là món gì, ăn có ngon không? Gà ý chân nó có dài không? Chắc là đi bộ nhiều nên cặp giò cùng với bộ ngực của nó săn chắc hơn con gà mái nhà đúng không? Anh Trung trưởng thôn tái mặt ấp à ấp úng, lúc này gương mặt tái xanh run lên bần bật, cả người run rẩy lí nhí trả lời. Bé cái mồm thôi, hàng xóm nó nghe bây giờ. Tôi qua đi với mấy anh em khu vực, nhậu xong thì họ mời tôi vào quán hát giao lưu. Còn món gà đi bộ gì tôi chả biết. Thằng em nó gọi món ấy chứ tôi biết gì đâu. Không biết đó là gì hả? Ông nói thì chó nó tin. Tây vị lan can thì nói thẳng là tây vị lan can đi, lại còn lươn lẹo hả? Ông có vịt nó không? Cả đi bộ ấy nó có chắc thịt không? Anh Trung cũng không biết trả lời thế nào, cứ ấp à ấp úng như gà móc tóc. Chị Tình thấy vậy thì càng lộn ruột quát mắng. Ông đi phẻ phỡn, lồ lẫn với chúng nó, đừng ăn gà đi bộ. Thịt chúng nó thơm hơn thịt con gà ở nhà, trai gái cái được. Thế mà lúc nào cũng ra giả nó với mọi người là sống sao cho có văn hóa. Làng ta là làng văn hóa, văn hóa mà như vậy hả? Trung ơi là Trung, lần này bà cho mày biết tay, bà sẽ nói cho cả làng biết bộ mặt thật của ông như thế nào. Thì hát nói giao lưu văn nghệ có cái gì đâu mà bà làm gớm thế. Tôi sẽ nên luôn yêu thương vợ con mà. Trường thôn lắp bắp, nhưng chỉ Tình vợ của anh dường như không quan tâm đến điều này, cho nên chàng khảo nói, thì chúng nó có cho ông vịt không, có được cưỡi gà không?
Tiếng của chị Tình quát lên trên chiếc loa phường vang đi nghe rõ một một. Bà đừng có nghĩ tay vịn là xấu. Ngày ta vào quán lúc đó đều là say cả. Khi đó thì men rượu trích choáng loạng choạng đứng lên, sợ ngã thì phải vịn chứ sao. Chính vì thế mới có người làm tay vịn chứ. Ông nói thật chứ, có đúng là như vậy không? Dường như chị Tình cũng đã hạ hỏa hơn một chút, nhưng vẫn còn hơi nghi ngại. Thật chứ sao không thật, gọi là tay vịn thì cũng giống như mấy bà đi xe ôm đấy, có đâu nhất thiết là phải ôm đúng không? Với lại bà thấy tôi tiểu lượng thế nào mà phải vịn chứ? Trong cái làng này chưa từng có đối thủ, cho nên là tôi không say, tôi không phải vịn. Anh Trung bất ngờ đáp trả một câu nghe chừng để thuyết phục. Mấy người đàn ông đều âm thầm khen là có lý. Say thì phải vịn chứ sao? Mà khi say rồi thì làm ăn được cái gì đâu mà vịn. Nhưng mà người ta lúc này đây chỉ còn nghe những tiếng chát chát điên hồi, cộng với tiếng khóc và tiếng chửi rủa thậm tệ của chị Tình dành cho anh Trung. 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu, mày làm cái gì hả? Mỗi một câu hỏi đó vang lên là một tiếng chát kèm theo. Không cần nói cũng biết lúc này anh Trung đang nhẫn nhục chịu đựng như thế nào, khiến cho cả làng Hạ phải được phen cười đến tắt thở. Thôi chết rồi, chưa tắt mic, nãy giờ cả làng nghe cả rồi. Anh xin em nó để anh làm nốt công việc đã. Trưởng thôn nhìn về phía vợ của mình cất giọng van xin. Dường như là chị Tình lúc bấy giờ sực nhớ ra việc mình đánh chồng đang được phát công khai trên loa làng, cho nên cũng không nói gì nữa. Đình Bồng cũng chỉ giáo huấn cho gã một phen, cho biết sợ lần sau không dám như vậy nữa. Có điều là chỉ sợ lúc nãy đây cả làng đã biết chuyện. Lúc này thì anh Trung phát hiện ra sự cố, nhưng vốn là một người thông minh và nhanh trí, cho nên liền chữa thẹn nói: Alo alo, cảm ơn bà con trong làng vừa nghe câu chuyện cảnh giác. Đây là một sáng kiến mới của tôi trong việc phòng ngừa tội phạm của địa phương cũng như trong toàn thể cộng đồng. Còn bây giờ là tiếp tục bản tin của làng ta. Alo alo, toàn thân tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn, cố gắng giữ gìn nếp sống lành mạnh và văn hóa. Bà con chú ý tình trạng con em trong gia đình mình, không được giao phương tiện cho các cháu chưa đủ tuổi điều khiển, dễ gây nên tình trạng mất an toàn giao thông. Tình trạng các cháu tụ tập đua xe lạng lách đánh võng gây nguy hiểm, đề nghị toàn dân làng Hạ nghiêm túc chấp hành. Alo, thêm vào một loại hình tội phạm mới, đó là bốc bắt họ. Alo là cô tiền, bà con cần chú ý hết sức cảnh giác. Đây cũng chính là hình thức cho vay tín dụng đen lãi suất cao. Kính mong bà con nhân dân làng ta hãy cảnh giác, không để bị sập bẫy. Tiếng loa phát thanh vẫn vang lên rả rả. Làng Hạ này là một địa phương gần thị trấn, người làng đại đa số là dân buôn bán, cho nên kinh tế cũng có phần khá so với mặt bằng chung của cả tỉnh. Nhưng nói là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Việc những gia đình có điều kiện đầu tư xe máy hoặc xe điện cho con em đi cũng là điều hết sức bình thường, bởi dù sao chiếc xe cũng chỉ là phương tiện đi lại mà thôi. Có điều cũng không ai ngờ được con em của họ lại thường xuyên tụ tập đua xe hay phá làng phá xóm. Cũng có những trường hợp không phá xóm thì phá gia đình bằng cách mang xe đi gửi ở các hiệu cầm đồ, gây nên không ít những hệ quả đầy đau lòng. 3 hôm sau, tiếng cảnh trống đám ma bắt đầu vang lên báo hiệu với mọi người trong làng vừa có người chết. Người ta bàn tán xôn xao về cái chết bất ngờ của cụ Mão. Nhưng chẳng cần nói thì người ta cũng biết cụ Mão chết là sốc do thằng Vũ, cháu nội đích tôn của cụ, mấy hôm trước bị xã hội đen đến đòi nợ, chúng còn mang cả quan tài lẫn vòng hoa đến để uy hiếp. Ở vùng quê này, nhiều nhà giàu có điều kiện đã đành, nhưng cũng không hiếm những thành phần nhà chẳng giàu mà vẫn phá ra chi tử, ăn chơi đua đòi liếu náo, vô ơn trước những nỗi vất vả cương cực của ba mẹ. Chúng nó chỉ biết đến bản thân của mình mà không hề nghĩ đến ba mẹ chúng phải nai lưng ra làm ruộng, kiếm đích từng nghìn, bòn rót từng ngọn đúa ngoài đầm. Hai nửa đêm gà gáy phải dậy đồn từng xe thồ chở từng củ su hào, bắp cải hay là mớ rau thơm mang đi chợ bán để lấy tiền nuôi chúng ăn học, tiết kiệm từng hào để nuôi dưỡng chúng nên người. Ấy vậy mà xảy ra một chút là chúng nó báo nợ, vô ơn trước nỗi khổ cực của bố mẹ. Chúng nó không biết trân trọng những gì mà bố mẹ gia đình đã phải mất bao năm gây dựng vất vả mới có được. Thậm chí nhà bà Nhung kia, thằng con nó phá phách tung trời, bây giờ phải bán căn nhà để trả nợ cho con. Tam tại đồng đường ba thế hệ phải đi thuê nhà ở.
Dường như trong làng đám choi choi mới lớn chúng nó cảm thấy tự hào và thường hỏi nhau là báo được gia đình bao nhiêu, đi dạt nhà được bao nhiêu nơi, chạy được bao nhiêu cuốn công văn rồi. Công các bà phải chú ý dạy con cái đó. Cái bọn thanh niên choi choi mới lớn của làng mình dạo này hư hỏng lắm. Ngày đầu chúng nó còn đua xe, hút hít đã đá đầm, không khéo là mất cả người. Bọn này phải tôi á, tôi đánh chết mẹ đó. Còn cái nhà hư hỏng mất dạy. Ông Long vừa nói vừa nhìn thằng cháu nội cao liêu nghêu như là que củi, tóc nhuộm mấy màu xanh đỏ tím vàng. Quần bò rách vá chẳng vá đục, chế cằm và cái áo sơ mi vén ra để lộ hình xăm trên bắp tay mà nóng mắt. Những lời ông vừa nói ra vừa chửi thằng cháu nội, vừa để cảnh báo với những người anh em trong họ. Bởi vì dạo gần đây ông thấy rất nhiều trường hợp như thằng Lân, hay điển hình chính là thằng Vũ, cháu nội của cụ Mão. Lúc này cũng không biết nó đang ở đâu, trong khi bà nội mất cũng không về chịu tang. Ông Long là cháu gọi cụ Mão bằng cô ruột, vì họ gần nên tổ chức anh em và các con cháu trong nhà đến viếng. Lúc này ông đang nhìn thằng Lân là cháu nội của ông, trên tay nó cầm cái vòng hoa đi cùng đoàn người. Có điều lúc nãy đây ông đang rất bực, nói với những người đi cùng. Bởi chẳng đâu xa thằng Lân cháu nội của ông cũng vừa dính phốt, mới cắm chiếc xe gần 20 triệu rồi bỏ nhà đi bụi. Đến khi tiêu hết tiền nó vác mặt về nhà, hứa liền hứa xuống với bố mẹ nó không chơi bời gì nữa. Bố mẹ của nó hiền lành, gia đình có mỗi đứa con trai, cho nên cũng khá là chiều. 18 tuổi đang học cấp 3 đã mua cho một chiếc xe máy cho nó đi học ở trong thị trấn. Vì từ nhà đến trường cũng tầm 10 cây số, tưởng đâu như vậy là thương con nhưng hóa ra lại làm hại nó. Từ khi có xe, thằng Lân phóng xe bật mạng nẹt pô bốc đầu úp vỉa đá, úp lửa đủ kiểu. Thậm chí là không ít lần nó còn tụ tập với đám bạn trong thị trấn tổ chức đua xe. Thế này đến tay của ông Long, cho nên ông đã bảo với bố mẹ nó tịch thu xe. Nhưng thằng Lân nó cũng chẳng nghe mà còn bỏ đi, rồi cắm luôn cái xe trong tiệm cầm đồ. Mãi đến khi tiêu hết số tiền đó nó vác mặt về nhà. Cô không rõ nó có chơi ma túy gì không, nhưng về thấy biểu hiện của thằng Lân phờ phạc hốc hác thấy rõ. Thằng Lân đang đi đầu, nó quay lại nhìn ông nó một cái, sau đó lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi đi thẳng lên phía trước, cố ý cách xa đoàn người, có lẽ là không muốn nghe những lời này. Thấy thái độ của nó như vậy, ông Long chỉ kẽ lắc đầu nhìn về con trai của mình, ánh mắt như oán trách. Anh Ly là bố của thằng Lân thấy vậy thì khẽ bảo: "Bố à, cháu nó lớn rồi, bố đừng nói nó trước mặt bao người như vậy được không? Kẻo cháu nó ngại nó lại bỏ đi thì khổ." "Bỏ được thì bỏ luôn đi, anh dạy con cái kiểu đó chẳng khác nào là hại nó. Chiều nó như vậy bỏ sao nó không hư? Anh có nhớ ngày xưa tôi dạy anh thế nào không? Anh hiền lành thế mà sao lại để được cái thằng con rách rồi?" Ông Long mắng con trai làm cho anh Ly đỏ mặt, cô không biết phải nói thế nào đành im lặng. Lúc này cả đoàn hơn chục người đang đi viếng đám ma, mặc dù đều là anh em họ hàng, nhưng dường như những cái việc tế nhị như vậy thì không ai muốn nhắc tới. Bởi vẫn có câu nói đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Ở làng Hạ này, những thông tin về việc con cái nhà ai thi đỗ đại học hoặc giỏi lên thì le loa đài thông báo rôm rả lắm. Thế nhưng những kiểu chuyện như vậy thì ai cũng giấu giấu giếm giếm, không muốn nói ra sợ bẽ mặt, lại sợ người ta đánh giá rằng mình không biết dạy con. Chợt có tiếng nói của một người khác vang lên, người ta nhìn vào thì đó là ông Đạo, anh em con dì con già với lại ông Long. Nhưng nhận ra bà Mão là mẹ nuôi, cho nên hôm nay cũng đi viếng đám ma cùng đoàn. Gớm nữa, những cái trường hợp như thằng Lân chả phải ít. Bọn trẻ con bây giờ chúng nó ghê lắm, cho nó không phải chịu khổ như anh em mình ngày xưa đâu bác. Nhà nào chả có một hai đứa phá phách nghịch ngợm, sống chung với lũ thôi chứ biết làm sao. Con cái thì ai bỏ được, trẻ không chịu đất, đất chịu trời vậy thôi. Ông Long thế vậy thì bảo: "Chú nói thế nào ấy chứ, do cách dạy dỗ bố mẹ chúng nó mới tạo nên nhận thức cho chúng nó mà thôi. Đừng có vin vào xã hội đưa đẩy hay này khác. Ông nhìn những nhà con cái ngoan ngoãn coi, chứ nó có đua đòi ăn chơi lêu lổng không? Tốt nhất là ông nên về dạy lại cái thằng Đức nhà ông đi. Mấy hôm trước nó còn lườn vườn trước cổng nhà tôi đó, tôi phải quát nó mới về. Cứ liệu cái thần hồn đó, con chó nhà tôi mất đó, tôi đập cho vào mặt đấy. Đừng có tưởng con cháu trong nhà tôi không dám làm gì. Tôi báo công an đấy, nó mới đi tăng này là hơi bị lâu đấy. Bên con thế bảo sao nó chả hư." Ông Đạo tái mặt, những lời nói của ông Long không khác gì những nhát dao đâm thẳng vào ngực ông.
bởi vì thằng Đức nhà ông cũng mới đi cai nghiện về, đang nằm trong diện theo dõi của xã. Mà ông Long là anh em thúc bá với ông Đạo, ngày xưa làm trưởng ban công an xã về hưu, cho nên tính tình cũng khá cương liệt. Thôi, hai bác nói khẽ không người ta cười cho, ai cũng có lý. Thế nhưng mà em thấy bọn nó bây giờ đại đa số là vậy đó. Thằng Tiến nhà em cũng vậy, mấy hôm trước cũng thấy bạn của nó điện về, bà là gửi tiền lên cho nó trả nợ. Em nghe mà rụng rời tay chân, cho nó có biết bố mẹ ở nhà thế nào đâu cơ chứ. Bà Mai khẽ lau nước mắt nói, trong giọng nói không thể giấu được vẻ uất hận. Bởi thằng Tiến nhà bà ngày xưa nổi tiếng là học giỏi, cấp 3 còn học trường chuyên hẳn hoi, rồi đỗ đại học trên Hà Nội. Nhưng dạo gần đây nó chỉnh chẳng học hành hay xin tiền ông bà nhiều hơn, không có thì nó lại vùng vằng. Đã hơn tháng nay nó chưa về quê thăm nhà, mà đây với Hà Nội thì có đâu xa, để xa mấy tiếng đồng hồ là tới. Năm đầu tiên thì tuần nào cuối tuần cũng về thăm nhà, nhưng giờ cả tháng nó chẳng về. Điện thoại chủ yếu là để hỏi tiền, gọi điện lên thì nó nói bận học rồi lấy cớ này nọ. Vừa nói bà Mai vừa quay mặt đi, giọng nói cũng thể hiện rõ vẻ lo lắng vô cùng. Bao nhiêu niềm tin bà đành chọn cho nó, ấy vậy mà giờ đây cũng rơi vào tình trạng chơi bời hư hầm. Nếu như hôm nay không phải là công việc của bà Mão thì bà cũng bắt xe lên xem thế nào. Nghe đến đây thì bà Mai bật khóc thành tiếng, chiếc khăn tằng trắng đeo trên đầu bà dùng nó chấm nước mắt. Nghe đến cơn bão vừa qua, nước ngập mênh mông trắng xóa cả cánh đồng. Bà có mấy xào ruộng với lại hoa màu nhưng đều bị lũ nước nhấn chìm toàn bộ. Ấy vậy mà thằng con của bà lại báo nợ mấy chục triệu, một số tiền không nhỏ với những người làm nông nghiệp như bà. Uất hận cho nên bà tiếp tục chửi mắng, cũng không rõ là mắng con trai của bà hay là mắng thằng Lân, thằng Vũ, thằng Đức, đều là đứa cháu trong nhà. Nuôi chúng nó ăn học lớn bằng này mà không biết thương bố thương mẹ, suốt ngày chỉ báo nợ tiền tiền tiền. Chúng nó không hề nghĩ tới một điều là những đồng tiền đó là mồ hôi, là nước mắt, thậm chí cả máu của bố mẹ chúng nó nai lưng vất vả làm đụng. Cũng không hiểu chúng nó nghĩ cái gì cả. Biết đẻ ra như vậy, thà đẻ ra quả trứng luộc ăn cho nó sướng đời. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, nhất thời cũng đã đến đám ma. Tiếng kèn trống cộng với tiếng khóc ai oán của mấy người con gái làm không khí đám tang vốn lạnh lẽo, u ám nên lại càng thêm phần buồn bã. Mọi người tổ chức lễ viếng xong chưa kịp ra về thì lại chứng kiến một tấn bi kịch. Thầy cũng vừa làm lễ khâm điểm cho bà Mão xong thì gương mặt cũng tái mét, bởi lúc trước rõ ràng ông ta đã dặn dò ông Xuân không được vào nhìn lúc bà Mão nhập quan. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà ông Xuân lại đi vào. Thầy cũng quát thì ông Xuân cãi bảo: ông cứ mê tín vớ vẩn, đây là mẹ tôi vào nhìn mặt bà lần quê có sao? Về lại trong các loại tội tôi bất hiếu là đứng đầu, cha mẹ chết mà mình lại lấy mấy cái sứ do kiêng khem vớ vẩn, hóa ra mình bất hiếu à? Thầy cũng xứng người nhưng cũng không biết phản bác thế nào, đành nghiêm sắc mặt rồi bảo: tôi không biết anh thế nào, nhưng đây là tôi làm theo sách bao nhiêu năm qua, các thầy cúng đều đúc rút kinh nghiệm dặn dò các thế hệ sau. Anh có quyền không nghe, nhưng vẫn có câu nói có thở có thiêng có kiêng có lành, anh không sợ như những người khác sợ. Cứ không rõ có phải là trùng hợp hay không, mà khi thầy cúng làm lễ nhập quan cho bà cụ xong, bất ngờ ông Xuân bỗng nhiên bổ nhào xuống, đập đầu vào thành quan tài máu chảy như suối. Cả người ông co giật rồi bắt đầu có những hiện tượng lạ. Hai mắt mở trợn trừng, gương mặt tái nhợt chuyển sang tím bầm, sùi bọt mép ra, rồi cả người căng cứng như là người chết. Ngay lập tức những người có mặt đứng đó sơ cứu vết thương rồi gọi cho một y sĩ trong làng đến cấp cứu. Người này bảo: dòng Xuân suy nghĩ quá độ, liên tục gặp những chuyện về gia đình cho nên choáng rồi ngã thôi. Mọi người hãy đưa ông ấy lên bệnh viện, tôi nghi là khả năng đột quỵ đấy. Tiếng thở dài não ruột vang lên, trong họ nhà ông Xuân ai nấy đều kinh hoàng. May mà ông Xuân chưa chết ngay tại chỗ, nếu mà như vậy thì lại là trùng tang, nhất thời không khí trong nhà thêm phần u ám. Tiếng khóc càng lúc càng thêm ai oán, cũng không rõ người ta khóc vì chết hay là khóc vì người sống. Ông Long tái mặt nhìn mọi người, bản thân ông gọi bà Mão là cô ruột, năm nay cũng ngoài 60, nhìn thấy tình hình hỗn loạn như vậy thì lên tiếng: có ai biết thằng Vũ nó đi đâu rồi không? Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng thở dài cùng những cái lắc đầu. Một người hàng xóm lên tiếng bảo: cái thằng này coi như bỏ, chính tôi nghe thì tôi hôm trước nó về, sau đó cãi nhau với bà nội,
công bố của nó một trận to lắm. Sao nó lại đi? Cái chuyện bà Mão chết này không biết có liên quan gì tới nó không? Mẹ sư cái con cái nhà mất dạy bất hiếu thế là cùng. Thôi, cái chuyện này cũng tạm thời bỏ qua. Việc trước mắt bây giờ có người đứng lên lo liệu. Bình thường ông Xuân không bị như vậy, còn tỉnh táo thì không sao. Bây giờ phải gọi được thằng Vũ về chịu tang cho bà nội của nó, rồi còn đưa ông Xuân đi viện nữa. Ông Long đưa ra những lời nói vô cùng sáng suốt. Nhưng ở đây mặc dù là họ hàng thật, cũng chẳng biết lúc này thằng Vũ đang ở đâu. Điện thoại thì tắt máy, mà mỗi lần nó đi cũng đều biển biệt, không biết khi nào nó mới về. Ai hỏi thì nó cũng chỉ nói đi làm ăn xa. Thế bây giờ cứ tạm thời thế này, cái việc nào cũng phải giải quyết. Tôi sẽ đứng lên lo liệu quán xuyến mọi việc theo ông Xuân, nhưng mọi người cũng phải chung tay với tôi. Dù sao ở đây chúng ta đều là những người trong gia đình. Hoàn cảnh ông Xuân chắc hẳn mọi người cũng biết rồi đấy. Mồ côi vợ mấy năm, nhưng mà thằng Vũ nó cũng không cho bố nó đi thêm bước nữa. Mà lúc nãy đây nó cũng không có mặt ở đây. Chẳng lẽ là chúng ta không nhúng tay? Vì vậy mà tôi sẽ phân công giao công việc từng người một như này, như này. Ông Long vốn trước đó làm việc ở ủy ban, cho nên lời nói cùng hành động vô cùng dứt khoát, phân việc ai vào việc nấy. Vài người đi cùng với ông Xuân lên viện cấp cứu, còn đâu ông cùng với mọi người ở lại để lo đám ma cho bà Mão. Duy nhất lúc này là thằng cháu đích tôn lại không biết trốn ở đâu nữa. Căn nhà của bà Mão có ba thế hệ ở chung. Bà Mão năm nay ngoài 80, chồng mất sớm. Một tay của bà nuôi dưỡng các con dựng vợ cả chồng yên bề gia thất. Duy chỉ có người con trai út tên là Xuân thì lấy vợ muộn, đẻ được một thằng con trai tên là Vũ. Năm nay nó cũng gần 30, nhưng thuộc thành phần chơi bời hư hầm. Nói đúng hơn là cả làng ai nấy đều ghét, bởi vì thằng này kiểu dở ông dở thằng, lúc nào cũng lừ lừ như tàu điện ngầm, tính tình cổ quái, chẳng bao giờ mở mồm ra chào hỏi ai bao giờ. Ông Xuân bố của Vũ, vợ cũng mới mất vì ung thư, nhà đã nghèo nên lại càng thêm phần kiệt quệ. Như người ta thì Vũ phải biết chung tay gánh vác trách nhiệm gia đình, nhà còn có bà nội và bố. Nhưng thanh niên sức dài vai rộng chẳng làm gì, suốt ngày ăn rồi ngủ. Bảo với bố nói thế nào cũng không được. Sau một thời gian thì nó bỏ lên Hà Nội làm việc, không rõ làm gì, nhưng chưa bao giờ gửi được đồng nào cho bố hoặc là biếu bà lên một cắc. Thậm chí Vũ biết bà nội có tiền, bởi thỉnh thoảng được các con các cháu họ biếu xén. Nó chẳng những không biếu được bà tiền thì thôi, đằng này thỉnh thoảng về bòn rút tiền của bà Mão. Nhiều người trong họ biết chuyện cũng lên tiếng khuyên nhủ, nhưng Vũ chẳng quan tâm, thậm chí còn đuổi họ về. Nó còn chửi thẳng mấy bác ruột là chị gái của bố nó. Bà cút khỏi nhà tôi đi, bà lấy chồng theo chồng, cứ lo tốt công việc ở bên đấy đi. Liên quan gì ở đây mà dạy đời? Đây là nhà tôi, tôi thích cho ai vào là quyền tôi. Bà có tin lần sau á, thế bà tôi đóng cổng lại không? Nghe Vũ nói như vậy, người bác này chỉ biết khóc, nhưng đánh bất lực. Tuy thương mẹ hiện tại nhưng không biết phải làm thế nào, bởi dù sao thì bà cũng chỉ là phận gái. Ông Xuân thì càng chán hơn, không biết phải dạy con thế nào cả. Người ta vẫn nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, nhưng gia đình của ông bà cũng đâu phải là quá chuồng chuộng nó đâu. Hồi nhỏ nó ngoan ngoãn, nhưng càng lớn càng trở nên khó kiểm soát, cứng đầu và khó bảo. Nhưng mà điều khiến trong Xuân suy nghĩ nhiều nhất, đó chính là việc thằng Vũ nó chơi bời cờ bạc. Không ít lần đám xã hội đen đến tận nhà uy hiếp tinh thần hai mẹ con ông. Vốn là những người hiền lành, ngại va chạm, cho nên ông Xuân cực kỳ sợ hãi. Chúng nó thằng nào thằng nấy xăm trổ kín người, bộ dáng hung hăng, chơi bới đập phá làng xóm, làm ông Xuân phải quỳ xuống xin, rồi hứa đứng lên trả nợ thay cho con. Nhưng tưởng sau lần đó Vũ sẽ thay đổi, thế nhưng không, càng ngày nó lại càng lún sâu vào con đường tệ hại. Mới bà hôm trước, lúc ông Xuân đang làm đồng, bỗng nghe có tiếng người nói là một nhóm người mang vòng hoa cùng với quan tài đến nhà mình, làm trông bất ngờ lắm. Lập tức ông đạp xe về thì thấy từ đầu ngõ hơn chục thanh niên, tên nào tên nấy bậm trợn xăm trổ. Nhìn thấy ông thì bất ngờ một thằng trong số đó liền đạp đổ chiếc xe đạp của ông, sau đó lớn tiếng quát: "Ông có phải là bố ông Vũ không?" Ông Xuân ngã người ra đằng sau, cương mặt tái dại nhìn mấy kẻ này lắp bắp: "Vâng, tôi là bố cháu Vũ, các anh là ai?" "Là ai á? Là người cho thằng Vũ nhà ông vay tiền á. Nó đang nợ chúng tôi một số tiền lớn đấy. Nay quá hạn mà chưa thấy nó mang trả. Ông là bố nó không biết dạy được nó hả?" Ông Xuân như ngã quỵ, cả người run rẩy trước tiền sét đánh này. Ông vừa khóc vừa nói: "Tôi xin các anh,
Cha Vũ nhà tôi lần trước cũng đã trả tiền cho nó rồi mà. Từ lúc ấy tôi đã quỳ lại tế sống các anh rồi. Cảnh công hứa là sẽ không cho nó vay nữa. Tại sao các anh nhìn hoàn cảnh nhà tôi mà xem? Tôi còn mẹ già, hiện tại sức khỏe tôi cũng yếu. Cảnh nói cho nó vay tiền, cảnh biết tôi lấy đâu ra mà trả. Nhưng không chờ chồng Xuân nói nghít câu, tên cầm đầu vóc dáng to cao cùng cái đầu chọc lóc, mắt ngước nhìn lên nhìn chăm chăm vào mặt ông đe dọa. Tôi nhớ đây là lần đầu tiên tôi giao dịch với ông đấy. Lần trước là ông, à con trai công vay của ai chứ đâu phải của tôi. À mà thôi, cái chuyện này cũng không cần biết. Nên là con ông cần phải có trách nhiệm. Nếu không thì chúng tôi sẽ ăn trực nằm chợ ở đây đợi nó về đấy. Nói rồi tên đầu chồng phất tay, hơn chục thằng đàn em phía sau liền mang quan tài khênh vào giữa nhà. Chiếc vòng hoa màu trắng bên trên không ghi chữ nào, nhưng hàm ý đe dọa thấy rõ. Những người cho thằng Vũ vay tiền đã mang quan tài cùng với vòng hoa đặt ở trước cửa nhà, dường như là để cảnh cáo dằn mặt, uy hiếp tinh thần những người trong gia đình cụ Mão. Bà cụ Mão trong nhà nhìn thấy cảnh tượng này thất kinh, vốn cũng già yếu cho nên loạn choạng đi ra. Nhưng khi thấy những thanh niên đều mang vẻ hung dữ, bậm trợn thì thất hồn lạc phách miệng lắp bắp. Cảnh là ai? Tại sao lại mang quan tài đến nhà tôi làm gì? Cái này là dành cho thằng Vũ cháu bà. Nếu nó không trả tiền chúng tôi thì người nằm trong này sẽ là nó đấy. Bà Mão chết đứng người miệng mếu máo. Thì nó vay của các anh nhiều tiền không? 500 triệu cả gốc cả lãi. Cái gì? 500 triệu? Bà Mão nghe xong câu này ngã ngửa ngất lịm. Ông Xuân thấy mẹ mình như vậy liền chạy vào nhà, hô hào mọi người đến cứu. Mấy thanh niên kia hoảng sợ lẻn đi mất hút. Mặc dù chúng không trực tiếp làm gì, nhưng cũng không may bà này mà chết hoặc có vấn đề gì thì chúng nó không tránh khỏi liên lụy. Ra ngoài đường lớn, cả bọn lên hai chiếc ô tô rồi bỏ đi mất. Mẹ! Mẹ ơi! Ông Xuân lúc này quỳ xuống ôm lấy bà Mão mà khóc rưng rức, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi uất hận cay đắng vô cùng. Bởi số tiền 500 triệu thì có bán cả nhà cũng chẳng đủ, mà cũng chẳng biết phải chính xác đúng số tiền đó không, là bởi vì Vũ cũng thường xuyên báo gia đình như vậy. Có điều những lần trước chỉ vài triệu, nhiều nhất là vài chục, nhưng lần này thì con số quá lớn, khiến cho bà không thể chịu đựng được mà ngã lan ra ngất lịm. Nhưng thật lạ, bà Mão chỉ sau một lúc thì tỉnh lại như thường, cũng không rõ là có điểm hay không, mà sáng sớm hôm sau bà ăn mặc thật đẹp, dậy thật sớm đi một vòng quanh ngôi làng, rồi đến từng nhà chào hỏi, nói chuyện vô cùng tỉnh táo. Thế nhưng đến tối nghe tin bà Mão chết, chuyện này đúng với những gì mà gã thanh niên tên Tầm dở hơi dự báo, làm cho ông Ngẫn cùng với vài người có mặt ở đó được một phen kinh hoàng táng đờm. Nhưng có lẽ sợ nhất vẫn chính là ông Ngẫn, vì trong số những người có mặt thì khi đó thanh niên Tầm kia chỉ bảo có ông và bà Mão là chết, mà đúng là bà Mão chết thật, nên khiến trông hoang mang hơn bao giờ hết. Lại nói về gia đình của bà Mão, sau khi đám xã hội đen kia đến sẩm tối thì thằng Vũ về. Nhìn chiếc quan tài cùng chiếc vòng hoa được đặt giữa sân thì nó giật mình. Nó không dám vào trong nhà mà rón rén đi vào nghe ngắm. Nhìn qua khe cửa, thấy bố và bà nội đang ngồi bên mâm cơm, nhưng không ai nói với ai lời nào, không khí vô cùng nặng nề. Bà Mão cùng với ông Xuân cứ ngồi im như vậy, cũng không thấy ai cử động. Mâm cơm cũng chẳng có gì ngoài bát rau muống luộc cùng với mấy quả cà và một bát nước tương chấm. Ông Xuân gương mặt tái nhợt, cũng không ăn được gì mà chỉ nhìn về chai rượu. Lúc này đã cạn hơn phân nửa. Nếu như không thấy ông Xuân thỉnh thoảng đưa tay lên rồi ngửa cổ uống rượu thì cũng chẳng nhận ra được đây là những người còn sống. Một lúc sau thì bà Mão bật khóc, bà lý nhí nói: anh phải gọi thằng Vũ về. Hôm nay bọn nó mang quan tài với vòng hoa tới. Tôi sợ lắm. Vũ ơi là Vũ, tại sao cháu làm khổ gia đình vậy chứ? 500 triệu đó trời ơi, số tiền lớn như vậy thì biết lấy đâu ra mà trả cho chúng nó đây. Nhưng ông Xuân không nói tiếng nào mà vẫn uống. Cả mắt của ông đỏ lên vằn từng tia máu. Cũng thật khó mà diễn tả được cái cảm giác cũng tan lúc này. Từng chén rượu dơ lên lại đặt xuống, một hơi cạn sạch. Có cảm giác như ông đang muốn dùng rượu để nuốt đi những uất ức, những tủi nhục và sự bất lực mà bản thân ông đã gặp phải. Mỗi khi nghĩ đến thằng con trai của mình mà ông không thể nào chịu đựng được. Và ông bị bệnh ung thư mất mấy năm trước, căn bệnh quái ác cướp đi của ông gần như tất cả.
lấy đi của ông người vợ tần tảo cùng số tiền khổng lồ những ngày vợ nằm viện. Đến mức một mảnh đất cũng phải bán đi để chạy chữa, khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ túng quẫn. Nhưng vì gia đình ông vẫn cố gắng gồng gánh, chịu đựng cảnh cả trống nuôi con. Tưởng đâu là đứa con trai mà ông đang hết lòng một mực hy sinh vì nó, lớn lên sẽ hiểu và san sẻ gánh nặng cho ông. Vài năm sau, có một vài người mai mối trông với một người đàn bà khác. Ông Xuân cũng có ý định với người này, dù sao lúc đó ông mới chỉ hơn 40. Cái tuổi là còn quá trẻ. Nếu có được một người phụ nữ bầu bạn chăm lo cho gia đình, chăm nom cho mẹ già thì cũng là điều bình thường. Thằng Vũ nó đi biển biệt trên Hà Nội, cũng chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Cũng chưa bao giờ nó điện thoại về hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà nội, của bố nó thế nào. Vẫn có câu nói, con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Đem câu chuyện này nói với con trai, nhưng thằng Vũ tuyên bố một câu xanh dần. Nếu ông lấy vợ thì không có tôi. Mẹ tôi mới chết được có mấy năm, ông đã nhào lên đòi lấy vợ là thế nào? Ông không biết ngại hả? Nghe những lời của con trai, nuốt nước mắt vào trong, ông Xuân đành gác lại nỗi niềm riêng mà ở vậy cho đến bây giờ. Cảnh lầm lũi một mình đi làm cả ngày với mấy xào ruộng, tối về cũng chỉ biết bầu bạn với chai rượu mà thôi. Thành ra là vài năm đổ lại đây, tình hình sức khỏe của ông Xuân yếu đi thấy rõ. Anh nói gì đi chứ, cho nó đến tận nhà anh đòi tiền con anh. Chẳng nhẽ là anh không thương nó? Anh đừng có uống nữa, bây giờ anh có tuổi rồi, uống nhiều chả tốt đâu. Bà Mão liền cầm lấy chai rượu giấu ra phía sau người mình rồi cất giọng khuyên nhủ. Mẹ thôi đi, con chán lắm rồi, gấp trăm ngàn lần mẹ đây. Mẹ có biết con đã từng hy vọng về nó bao nhiêu, con đã từng chịu đựng nhẫn nhịn biết bao nhiêu. Nhưng mà mẹ à, 500 triệu, nhà mình có bán nhà đi cũng chả đủ, còn lấy đâu ra số tiền đó. Mà rất nhiều lần rồi mẹ cứ giấm dúi cho tiền đó làm gì chứ. Tiền làm bao năm cũng chưa từng biếu bà biếu bố được một đồng, suốt ngày chỉ biết bòn rút. Mẹ thử hỏi trên đời này làm gì có cái loại người nào như nó không. Con chịu thôi, con không bảo được nó được mẹ à. Mẹ có biết vì nó con đã phải quỳ xuống van xin những cái thằng không bằng tuổi con mình, để cho chúng nó không đánh đập thằng Vũ không hả mẹ. Trên đời này có người bố người mẹ nào không thương con, nhưng nó đâu có hiểu đâu, nó giết con đi còn hơn. Ông Xuân bật khóc nức nở. Lúc này cũng không hiểu có phải là do rượu vào khiến tâm trạng cũng uất ức dồn nén. Những lời nói như là từ tâm phế phát ra. Còn hàng ngày đi làm công cho người ta, thì đi nhổ cỏ phun thuốc sâu, làm đủ mọi công việc một ngày kiếm được mấy trăm. Mẹ thử nghĩ xem, cái thằng Vũ nó liên tục báo nợ tiền triệu, vài chục triệu, bây giờ là vài trăm triệu. Tiền có phải lá đa lá mít đâu mà nó nghĩ dễ kiếm thế. Bà Mão cũng khóc theo. Lúc này đây hai mẹ con nhìn nhau khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa đêm khuya, làm căn nhà vốn neo người lại càng thêm phần u ám. Nhưng mà nếu không cứu nó, chúng nó giết chết thằng Vũ thì làm sao? Chúng nó còn mang quan tài đến tận nhà kia kìa. Bà Mão chỉ tay ra ngoài sân, một cái hòm hình chữ nhật cùng với chiếc vòng hoa màu trắng. Hai mẹ nghĩ thế này, con xem có được không? Bà Mão chăm chú nhìn con trai rồi bảo, cứu nó nốt lần này, mẹ cũng chỉ có nó là cháu, còn cũng chỉ có nó, lẽ nào lại muốn tuyệt tự tuyệt tôn? Cứu, mẹ nói hay nhỉ, cứ bằng cách nào, nửa tỷ đi mẹ, nhà chúng ta còn cái gì đâu. Từ ngày vợ con bị bệnh, nhà mình kiệt quệ rồi, nên được vài năm nay năm nào cũng một vài lần nó báo, cái gì cũng phải có giới hạn thôi mẹ. Càng như vậy nuông chiều nó quá, nó lại càng vô ơn. Con thả không có nó chứ lần này thì thôi đi mẹ, con không thể cứu được nữa, trời đất ơi, lần nào cũng nốt lần này thôi. Ông Xuân nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, rồi rằng lấy chai rượu bà Mão đang giấu phía sau lưng tiếp tục uống. Mẹ tính như thế này. Bà Mão lúc bấy giờ bình tĩnh. Bán căn nhà này đi, chắc cũng được hơn 1 tỷ, trả nợ cho thằng Vũ xong thì còn một ít tiền. Mẹ nói chuyện với anh Long làm ở ủy ban, xin xây một căn nhà nhỏ trong đồng chắc cũng đủ thôi. Ông Xuân mở mắt trợn trừng nhìn mẹ. Ông thần không ngờ bà Mão lại có thể chấp nhận bán căn nhà tổ tiên để lại lấy tiền cứu cháu. Chuyện này đúng là xưa nay hiếm, chính bản thân ông cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này đây ông không biết làm thế nào cả.
nhìn những đứa con nhà người ta bằng tuổi của nó, vợ con đề huề chịu khó làm ăn. Đằng này thằng con nhà mình ngoài 30 tuổi chẳng làm được cái tích sự gì, chỉ ăn rồi báo, càng nghĩ ông Xuân lại càng uất nghẹn. Ở bên ngoài thằng Vũ ngồi phệt xuống, cũng không hiểu cảm giác của nó khi nghe được câu chuyện của bà nội với bố mình vừa nói. Tâm trạng của nó thế nào? Nhưng gương mặt của nó lạnh lùng đến mức vô cảm. Cả mắt thao láo chốt lên để lòng trắng cùng gương mặt hốc hác. Hôm nay nó quay về nhà, cũng chính là vì cái sổ đỏ của mảnh đất này. Con số 500 triệu kia không phải con số chính thức, đó chỉ là một đầu nợ của nó mà thôi. Là thêm mấy hôm nay nó lao vào mấy trang bóng cùng với lô đều trượt. Lầm vào bước đường cùng, nó đành phải quay lại đây, mục đích là dùng cái sổ đỏ kia để vay tiền chơi tiếp. Khi con người ta ngấm đòn cờ bạc rồi thì cực kỳ khó bỏ, nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả ma túy nếu không biết điểm dừng. Vì ma túy nếu chết thì chỉ chết bản thân người sử dụng mà thôi, còn dính vào cờ bạc làm cho nhiều người khác liên lụy khổ sở theo. Nó vẫn nhớ như in lời của anh Minh Trọng nói lúc trước: mày chỉ cần đưa tao cái sổ đỏ nhà mày, tao bơm tiền cho mày thêm vài trăm tha hồ mà gỡ, biết đâu về bờ. Chứ nhìn mày thua nhiều quá anh cũng thấy áy náy. Câu nói này rơi vào tai Vũ đúng như nắng hạn gặp mưa rào. Đợi những thằng nghiện cờ bạc như nó vẫn có câu: được ham ăn thua ham gỡ, mà càng gỡ thì lại càng thua. Chính vì vậy Vũ quay trở về nhà, nhưng nó không vào nhà ngay, bởi nó biết nếu vào lúc này chắc chắn bị ăn chửi thậm tệ. Nhất là ông Xuân, mặc dù hiền nhưng tính của ông khá cục. Thêm vào đó lúc này ông Xuân lại vừa nạp thêm gần nửa lít vitamin hung hăng. Chính vì thế nó vẫn kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, đến mức mà mũi đốt nó cũng không thèm vỗ, cả mặt trắng dã vẫn nhìn chăm chú qua khe cửa, hướng về cái tủ chè đặt ở giữa nhà dưới bàn thờ, như một con thú khát máu đang rình mồi. Nên nhiều lần thấy bà Mão cất giấy tờ trong một cái hộp bách bích quy, bọc nhiều lớp ni lông cẩn thận rồi để trong đó. Một lúc lâu sau ông Xuân ngấm rượu, sau đó vào buồng lên giường đi ngủ. Bà Mão ra ngoài đóng cổng, nhưng dường như vẫn thường cháu cho nên đi một vòng ra tận đầu xóm. Bởi ngày trước thỉnh thoảng bà vẫn ra đây để đợi nó đi chơi về. Dường như trong tâm trí của những bậc ông bà cha mẹ, con cháu dù có làm sai họ vẫn luôn mong muốn và cho chúng cơ hội sửa sai. Để mãi một lúc bà quay trở vào nhà, trên gương mặt già nua không khỏi hiện lên nỗi thất vọng. Lúc trở vào thì chợt thấy một bóng người đi ra, trên tay người này dường như đang cầm một cái hộp gì đó vụt qua người của mình. Bà Mão nhìn theo bóng dáng này quen thuộc khẽ gọi: Vũ à, sao cháu về không vào nhà? Nhưng cái bóng kia cũng không dừng lại, cứ như vậy bước đi về phía trước. Thế làm lạ bà Mão liền đi theo, nhưng người kia đi nhanh hơn, để ra đến đầu ngõ lớn thì biến mất, không nhìn thấy tăm hơi đâu nữa. Ai như thằng Vũ? Vũ ơi, cháu về đi. Một cơn gió nhẹ thổi khiến bà Mão rùng mình, khẽ lắc đầu bỏ quay trở về nhà miệng lẩm bẩm: lẽ nào mình nhớ nó quá nên lẩm cẩm rồi sao? Thằng Vũ nó về, nó phải vào nhà chứ. Đoàn bà Mão bước vào trong nhà thì cánh cửa chiếc tủ chè lúc này đã bị ai đó cậy. Giật mình bà tiến lại, bà đèn nhìn cho thật kỹ thì quả nhiên đúng là cánh cửa đã bị bung ra, thậm chí một bên cánh còn sắp bị rơi ra ngoài. Sự nhớ ra điều gì, bà Mão liền kiểm tra tất cả những giấy tờ cùng với vài sợi bông tai mà bà gìn giữ suốt bao năm nay đã không cánh mà bay. Từ bên trong buồng, tiếng ngáy của ông Xuân lúc này còn đang phát ra đều đều, hoàn toàn không biết gì cả. Xuân ơi, dậy đi. Có đến 4-5 câu ông Xuân lúc này chưa tỉnh hẳn miệng ngu ớ: có chuyện gì vậy mẹ? Đêm hôm không ngủ còn gọi con làm gì? Đêm con ngủ mai còn còn đi sớm. Chết rồi, chết rồi con ơi. Mẹ làm sao vậy, ai chết? Nhà mình có trộm. Con có biết ai vừa vào nhà mình không? Nó lấy hết rồi, sổ đỏ mới chỉ vàng mẹ để trong tủ. Dậy đi xem nào, trời ơi. Ngay đến đây thì ông Xuân giật mình liền bật dậy, để trong buồng liền chạy ra. Đập vào mắt cánh cửa bên phải chiếc tủ chè bị bật ra từ lúc nào, bên trong trống hoác. Sao lại thế này? Lúc con đi ngủ đã dặn bà phải đóng cửa cẩn thận, sao lại mất? Mẹ không biết. Lúc mẹ ra ngõ đóng cổng, mẹ đi ra ngõ cũng khép cửa lại. Mẹ đợi thằng Vũ về. Thằng Vũ? Nhưng nó về lúc nào? Mẹ không biết. Mẹ đi ra ngã ba đợi nó.
Ông Xuân nghe vậy chỉ biết kêu trời, hai tay vò đầu thét lên. Trời đất ơi, mẹ lầm cầm thật rồi. Nó làm gì về đâu mà mẹ đợi nó. Đã mấy tháng này nó có vác mặt về nhà đâu. Mau để báo công an đi, mất sổ đỏ thì chết. Nói xong câu này, ông Xuân liền chạy một mảnh ra ngõ, nhìn chung quanh, nhưng lúc này cũng đã quá nửa đêm, làm gì có ai đi lại ngoài đường. Cả phiến không gian âm u một màu đen kịt, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa hoáng. Lúc ông quay về nhà thì bà Mão đã ngã lăn ra đất từ bao giờ, bất tỉnh nhân sự, cả người lạnh ngắt. Lập tức ông Xuân liền chạy ra ngõ hô cầu cứu, nhưng bà Mão đã tắt thở từ bao giờ. Ngày hôm sau, tin đồn về bà Mão đã bị chết được anh trung trưởng thôn thông báo lên loa, làm cho cả làng Hạ xôn xao hết cả. Người ta cũng bắt đầu đồn đại về việc anh Tầm, con nhà ông Bảo, có khả năng nhìn thấy tương lai của người khác. Sáng hôm sau, con cháu trong gia đình bắt đầu dựng rạp, mỗi người một chân một tay phổ vào chuẩn bị khâm liệm cho bà. Cánh thợ kèn và ban nhạc hiếu cũng rục rịch vào việc. Vài người trong làng còn cho rằng bà Mão chết như vậy là có lời, vì tự nhiên được một đám giang hồ ở đâu mang chiếc quan tài đặt ở giữa nhà, tựa như là biếu bà ấy chiếc áo quan. Kể ra thì cái đám giang hồ này khá có tình nghĩa. Lúc này đây, ở đám tang, một người thanh niên mặc bộ quần áo màu trắng thêu rồng phượng, đội chiếc mũ phớt, gương mặt có vẻ ngây ngô, đang ngồi uống nước. Đó chính là Tầm, con của ông Bảo. Ông Toàn hôm nay cũng đi viếng đám ma, nhìn thấy thì ánh mắt sáng lên, sau đó tiến lại rồi bắt chuyện. Chào anh Tầm, anh khỏe chứ? Tôi nể anh đấy, thật không ngờ lại có thể nói chính xác việc bà Mão chết. Chuyện này anh có thể nói rõ vì sao được không? Anh là thánh chứ không phải là người nữa. Nhưng người thanh niên này chỉ khẽ lắc đầu không nói gì, liền bảo. Chuyện này thì cháu cũng không rõ, nhưng nhà này không ổn rồi. Không ổn, đã không ổn thế nào? Ông Toán bây giờ nhíu mày. Thì ngoài bà Mão, tôi còn thấy có hai người nữa chết. Vài người thấy Tầm xuất hiện ở đây lại nói những điểm gở như vậy thì muốn đuổi về. Bởi trong lúc tăng ra bối rối như vậy, ở đâu để xuất hiện một thằng dở người bị chấn thương sọ não nặng, bệnh viện trả về không chết, ăn nói thì như bị thần kinh, chuyên môn mang điểm gở đến cho người khác, ai mà chả tức. Ai chết nữa, anh có thể nói cụ thể được không? Con trai và cháu bà Mão. Ngay lập tức Tầm bị vài người trong nhà bà Mão đuổi thẳng ra cầm. Ông Long vốn là công an xã liền chỉ thẳng thay vào mặt của Tầm. Cút mẹ mày đi, cái thằng thần kinh. Mày có tin tao cho người gô cổ mà lên ủy ban vì cái tội chuyên tuyên truyền mê tín dị đoan không? Ăn với chả nói. Nhìn thấy ông Long, Tầm len lén quay đầu ra về, nhưng gã còn nói với một câu. Hình như nhà này còn mất cả trộm sao đấy. Liệu mà tìm thằng cháu về đi. Chính nó là đứa gây ra cái chuyện này chứ không ai khác. Nói rồi gã đứng thững đi về. Cái mũ phớt cùng bộ quần áo rồng phượng nhìn giống nghệt với những nhân vật trong bộ phim Tàu, khá buồn cười. Nhưng cũng không ai có thể cười nổi bởi câu chuyện này hết sức quái dị và hoang đường. Tại sao thằng Tầm này nó lại có thể nói chính xác được việc bà Mão chết nhỉ? Nó còn nói nhà này còn thêm hai người. Điều này sao có thể? Ông Toàn cùng một vài người có mặt sáng hôm trước cả sân đình làng Hạ tập thể dục nhìn nhau, nhưng cũng không ai trả lời được câu hỏi này. Cũng chỉ đoán giả đoán non là thằng Tầm sau khi bị tai nạn, đầu óc nó có vấn đề, nhưng vô tình lại kích phát được khả năng mà người khác không có. Đó chính là nhìn thấy tương lai, hay nói đúng hơn là nhìn thấy cái chết của người khác. Thôi chết mẹ, không có bà có nhớ thằng Tầm nó nói gì sáng hôm qua không? Nếu nói chính xác thì... Ông Toàn đang rót chén nước trên tay bỗng nhiên rơi xuống đất, làm cho cả chén nước nóng bắn ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông Ngẫn, lúc này đang bần thần cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt không giấu được sự bối rối. Không có bà nhìn gì vậy? Tôi chả nhớ gì cả. Ông Ngẫn nói, bàn tay đưa lên miệng cũng sóng sánh như đã muốn trào ra ngoài bởi vì run rẩy. Để tôi nhớ lại xem nào. Nguyên văn câu nói của thằng Tầm lúc đó là thế này. Ông lão này, ông sắp chết, về bảo con cháu chuẩn bị chức hậu sự. Gớm gần 90 sống được bao nhiêu, không ở nhà vui vẻ với vợ con những cái giây cuối đời, còn ra đây làm gì? Ông hạn nặng lắm đấy. Tôi không nhầm thì chỉ nội nay mai lắm chết. Ông còn đi đến viếng đám ma của bà này cơ. Nói xong câu này, tất cả những người có mặt ở đây đều tái mặt. Hoàn toàn chính xác như những lời của Tầm giờ hơi nói. Hôm nay bà Mão chết, ông Ngẫn đến viếng đám ma, ai cũng sợ đến run bần bật.
nhưng có lẽ sợ nhất vẫn chính là ông Ngẫn. Mặc dù đã chạm ngưỡng 90 nhưng ông Ngẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn, nước da lúc nào cũng đỏ hồng. Bình thường ở cái tuổi gần đất xa trời như ông Ngẫn, nhiều người còn thở ra không ra hơi. Ấy vậy mà ông Ngẫn thuốc lá vẫn hút đầm bầm, kể ra thì cũng là một người có sức khỏe. Kệ mẹ nó, chưa sợ chó gì. Tuổi này của ta cũng tính là thọ nhất làng rồi, còn gì phải nghĩ ngợi. Tôi nói thật với các anh, nhiều anh ở đây về cái khoản sinh lý ABC mở cờ đó không bằng tôi đâu. Nhiều hôm tôi vẫn thấy mình hừng hực á, thế nên là cũng chẳng có gì phải ân hận cả. Chết bây giờ cũng thọ rồi. Đoàn ông Ngẫn nhìn những người ở đây rồi cười rộ lên. Các anh không phải nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Mẹ nó chứ, tôi chết tôi sẽ báo mộng cho các anh con lô con đề, yên tâm sẽ trúng. Ông Ngẫn dường như đang nghĩ thông suốt, nói cười vô tư như bình thường, cũng không quá suy nghĩ về những lời nói quái gở của thanh niên tên Tầm kia. Những người nhìn ông Ngẫn thì âm thầm bội phục, bởi trên thế gian này ai mà chẳng sợ chết, nhất là những cái chết được biết trước thì lại càng trở nên kinh khủng. Ban đầu thì ông Ngẫn tỏ ra cực kỳ sợ hãi, nhưng lúc nãy đây thì ngược lại, coi cái chết nhẹ tựa như lông hồng. Vô hình chung họ đều coi lời nói của Tầm là sự thật. Sau khi lo đám ma cho bà Mão xong thì hai hôm sau người ta lại thấy anh Trung trưởng thôn vang lên thông báo rằng anh Xuân con trai của cụ Mão không qua khỏi. Rồi một tin nữa là ông Ngẫn vì tuổi cao sức yếu cũng qua đời. Cả làng Hạ lại được một phen đầy xôn xao. Hai cái chết nhưng ở hai thế cực hoàn toàn khác nhau. Cái chết của ông Ngẫn thì người ta coi đó là bình thường, vì cũng đã sấp xỉ 90, coi như là đẹp. Và hôm ông Ngẫn chết, cả làng Hạ chúng đề, người ta vui như mở hội, chuyện thật mà cứ như đùa. Nhưng ở thế cực thứ hai, cái chết của ông Xuân thì cả làng nguyền rủa và chửi thằng Vũ, bởi nó là một thằng bất hiếu. Chính nó đã làm cho bà nội và bố của nó vì quá suy nghĩ mà chết. Bà nội chết cũng không thể vác mặt về nhà, không hiểu nó sống chết như thế nào. Cho đến hiện tại thì đến đợt bố đẻ của nó cũng qua đời, cô không rõ về chịu tang nữa hay không. Những cuộc điện thoại gọi cho nó nhưng không liên hệ được. Nó cũng không dùng mạng xã hội, không cách nào có thể thông báo. Khoảng một tuần sau thì người ta lại thấy trưởng thôn thông báo ở trên loa. Alo, bản tin ngày hôm nay là một bản tin hết sức đặc biệt, kính mong bà con đón nghe. Hôm nay vài người trong làng phát hiện một thi thể nam thanh niên trên tầm dưới 30 trong tình trạng thất cổ chết trong nhà. Sau khi cơ quan công an điều tra kết luận đó là anh Vũ con ông Xuân, hoàn cảnh gia đình nhà này vô cùng đáng thương, một nhà ba người đã chết sạch. Chính vì vậy hôm nay tôi thay mặt gia đình hô hào kính mong bà con làng Hạ chúng ta mà dòng tấm lòng nhân ái, quyên góp mỗi người một tay một chân, góp cổ góp công. Dù sao nghĩ tử là nghĩ tận, bà con làng ta bớt chút thời gian đến chia buồn và tiến đưa người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng của trưởng thôn phát đi trên loa làm cho những người dân làng Hạ ai nấy đều bàng hoàng, bởi họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người thanh niên tên Vũ kia. Ai cũng đinh ninh rằng gã kia lấy được sổ đỏ của gia đình thì sẽ mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, nhưng sự thật thì cực kỳ khó hiểu. Người ta phát hiện ra những thứ mà Vũ lấy trộm được của bà nội vẫn còn nguyên, để nguyên vào vị trí cũ. Còn gã thì đã thất cổ chết ở ngay trong chính căn nhà của bà Mão. Đủ lời đồn thổi về câu chuyện này, có điều không một ai hay biết. Đúng là gã đã lẻn vào kệ tủ lấy đi hộp bánh chứa đựng mấy chỉ vàng cùng với tấm sổ đỏ của bà Mão. Lúc ngẩng mặt lên nhìn vào tấm mảnh thờ của ông nội cùng với mẹ của mình, thì bỗng nhiên tim của gã đập thình thịch. Một cảm giác sợ hãi tội lỗi dâng lên ở trong lòng. Nhưng gã vẫn cố tình ôm cái hộp bánh chứa những thứ quý giá nhất của bà nội mang đi. Cái chạy như là ma đuổi. Khi đến đầu ngõ thì nhìn thấy bà nội, cái cố tình không để cho bà nội nhận ra mình. Kể cả là tiếng của bà Máu gọi tên gã cũng không nghe mà chạy vụt đi. Cá đưa cho Minh Trọng cầm lấy số tiền khá lớn. Minh Trọng là đại ca giang hồ khét tiếng, chuyên cho vay nặng lãi ở khu vực thị trấn. Nhưng cũng chỉ được vài hôm thì số tiền đó không cánh mà bay. Ngay thế nào mà gã đã lừa được Minh Trọng đưa lại sổ đỏ cho gã, hẹn vài hôm sau về nhà thuyết phục bà nội công bố cùng mình đồng ý ký vào tờ giấy chuyển nhượng. Vốn là một đại ca, cũng không sợ thằng này lật lọng, cho nên Minh Trọng đã đồng ý cho Vũ mang tấm sổ đỏ về nhà. Lúc này trong tay không còn lại gì cả, cả mới cảm thấy hối hận về những điều mình đã làm.
Nhớ lại từng lời nói hành động của mình với bố, với bà nội mà trong lòng của gã rùng mình. Khi về đến làng, gã nghe ngóng được tin bà Mão xúc quá mà chết. Bản thân gã không dám đối mặt với sự thật này. Lại nghe rất nhiều lời đồn thổi không hay về mình, cho nên cũng không chịu về nhà chịu tang của bà nội. Về hôm sau khi nghe tin bố cũng bị vỡ mạch máu não mà chết, đột quỵ trên bệnh viện, Vũ như là một người mất hồn. Bản thân của gã gây ra biết bao lỗi lầm, khiến những người thân yêu nhất của mình phải chết một cách oan uổng. Minh Trọng cùng đám đàn em của mình khi quay lại nhà tìm Vũ, lúc đạp cửa xông vào thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, có lẽ ám ảnh gã cho đến cuối đời. Xác chết treo cổ của Vũ lủng lẳng trên sàn nhà đã chuyển sang tím đen, bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Mùi hôi thối của tử thi bốc ra, nhưng cặp mắt vẫn mở trừng trừng như oán hận. Minh Trọng cùng đám đàn em có hoảng sợ cho nên bỏ của chạy lấy người. Rồi tin tức về cái chết của thằng nghịch tử nhà ông Xuân cũng đã được người ta đưa đi khắp làng. Người ta còn nhìn thấy một lá thư tuyệt mệnh của Vũ Binh, trong đó có viết mấy dòng chữ. Người ta thấy trên bức thư có những vệt như là những dòng nước mắt loang lổ. Còn biết khi viết ra những lời này đã là quá muộn. Cháu, con là một đứa bất hiếu, nhưng việc con gây ra là rất lớn. Là con, chính là con đã làm hại mọi người. Con ngu dại và nông nổi, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình mà không nhìn thấy những gì bảo vệ bố cùng gia đình đã hy sinh cho con. Con biết con nói ra ngàn vạn lời này cũng đều là vô nghĩa, bởi chính con đã làm hại mọi người. Con xin lỗi vì tất cả. Con chỉ hy vọng mọi người tha thứ cho những lỗi lầm con đã gây nên. Con cầu xin mọi người khi con chết đi rồi, hãy chôn con cạnh mộ của bà nội và bố con, để ở thế giới bên kia con sẽ báo hiếu. Vĩnh biệt. Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc được viết vội vàng của gã, nhiều người không khỏi thở dài mà than rằng: ngày xưa lạc lối hoang đàn, giờ đây ân hận muộn màng xót xa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.